Điều bất công nhất đã xảy ra trong lịch sử gần đây là gì? Tên anh ta là George Stinney và vào ngày 16 tháng 6 năm 1944, anh ta trở thành người trẻ nhất bị hành quyết trong lịch sử hiện đại khi chỉ mới 14 tuổi. Anh ta đã bị một bồi thẩm đoàn toàn người da trắng kết tội giết hai cô gái trẻ, thậm chí họ chỉ mất chưa đầy 10 phút để đưa ra quyết định đó, mặc dù thực tế là không có bằng chứng hữu hình, không có nhân chứng và hầu như không có bất cứ lý do gì để nghi ngờ George, nhưng cảnh sát vẫn cần ai đó để đổ lỗi và George chỉ tình cờ đến không đúng chỗ, không đúng lúc. George sau đó được phỏng vấn một mình trong một căn phòng nhỏ mà không có mặt cha mẹ hay luật sư. Chính trong cuộc phỏng vấn đó, cảnh sát cho biết George đã thú nhận tội ác. Và mặc dù không có bằng chứng cho thấy lời thú tội thực sự đã xảy ra, nhưng đó sẽ là điều dẫn đến bản án của anh ấy. Và gần đây, sau 70 năm, một cuộc điều tra mới phát hiện ra rằng anh ấy hoàn toàn vô tội. Lãnh đạo buộc phải thú nhận tội ác mà họ đã làm với anh ấy. Và bởi vì anh ấy là người da đen, nên mọi người luôn cho rằng anh ta không phải là cậu bé hoàn toàn vô tội, người có cả cuộc đời phía trước nhưng tất cả đã bị hủy hoại chỉ vì màu da.